tiếp trước này mà bó chàng ốc lại tiếp nạp nhai bé clay trẻ mà chàng ạch nhu hết rồi hướng trẻ mà ai ế gào mà nè gào thuần ạch eo y hiê cập bóng lắc clay tiếp ăn bó clay tiếp nè sàn ăn nhé eo hát tiếp bó clay ghê rắn clay mạ bọ này mạ bọ đi là xa rồi em lọng tùm vì kra là hỏng đây bé clay tiếp trước đó em thấy gà gắn bó tê lấy sao thầm mau để hiệu này để đi đệ ad hát với eo lại đi cục mạp lâu hiệu động quý đánh căn đi trâu sao bước đồ ai sang mê lưu ngay đi nên mê kết đoà lâu chăm đen hệ thể đôi hiếu nấy căn chóng một đôi hiếu nấy căn thảo văn thấu là em có làm em mạ rợ bực ma vì tỷ la trong cái xa bơi cả chừng ngàn thì để em đi nấy sổ xéo xin lên tay thật chẳng tèo vì đêm rồi thì xem rồi đớ xía xẹo rắn em một trắng lên cực một đùi mỗ kiọc lại tiếp đến xe nên đẹp à. Tiếp trước này mà bó chàng ốc lại tự nạp nhai bé clay trẻ bó chàng ạch nhu hết rồi hướng trẻ mà ai ế gào mà nè gào thuần ạch eo y hiê cập bóng lắc clay tiếp ăn bó clay tiếp nè sàn ăn nhé eo hát tiếp bó clay ghê rắn clay mạ bọ này mạ bọ đi là xa rồi em lọng tùm vì kra là hỏng đây bé clay tiếp trước đó em thấy gà gắn bó tay lấy sao thầm mau để hiệu này để đi đệm ad hát với eo lại đi cục mạp lâu hiệu động quý đánh căn đi trâu sao bước đồ ai sang lên lưu ngay đi nên mới được kết quả lâu chăm đen hệ thể đôi hiếu nấy căn chóng một đôi hiếu nấy căn thảo văn thấu là em có làm em mặn rợ bực ma vì tỷ la trong cái xa bơi cả chừng ngàn.